Xin chào anh em. Hiện tại trên tay của mình đang là hai chiếc máy ảnh Sony Alpha Nex 5R và một chiếc máy ảnh Sony Alpha A5000. Đây là hai chiếc máy ảnh đã qua sử dụng, đại diện cho anh em ở cái phân khúc là trên dưới 4 triệu. Nó đều có một cái màu trắng, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Các bạn nào mà đang lo lắng về cái vấn đề là màu trắng nó có bị làm bẩn máy hay không thì các bạn hãy để ý này. Đây là những chiếc máy ảnh cũ chứ nó không phải là máy ảnh mới. Vì vậy các bạn hãy để ý chủ cũ người ta, mặc dù người ta dùng rồi nhưng mà cái màu trắng này nó không bị kiểu chuyển sang màu ngà vàng. Thì những cái chiếc máy ảnh này thì có cái đặc điểm gì? Đầu tiên phải nói luôn cho các bạn đó chính là nó có cái wifi kết nối không dây. Những cái wifi kết nối không dây này sẽ giúp cho các bạn có thể là lấy ảnh trực tiếp từ điện thoại mà không cần phải tháo thẻ nhớ ra để chúng ta cắm vào những cái đầu đọc thẻ. Và những chiếc máy ảnh này thì cũng có một cái màn hình lật xoay như thế này, và màn hình lật như thế này sẽ giúp cho các bạn có thể là chụp selfie cũng khá là tiện. Với cái chiếc Sony Alpha Nex 5R thì nó đang sử dụng một cái ống kính là 18-55, còn cái máy Sony Alpha A5000 thì nó sử dụng cái ống kính là 16-50. Hai cái ống kính này thì mình thấy là chất lượng hình ảnh nó cũng tương tự như nhau. Đối với ống kính 16-50 là một cái ống kính zoom điện. Do vậy mà nếu ví dụ trong trường hợp mà các bạn cần nhỏ gọn thì cái ống kính 16-50 này nó gọn hơn ống kính 18-55 khá là nhiều. Ví dụ như bạn nào mà là con gái chẳng hạn, cho cái máy ảnh này vào trong túi thì nó cũng sẽ đỡ tốn diện tích hơn so với cái ống kính 18-55. Tuy nhiên cái ống kính 18-55 cũng có cái hay của nó, tại vì là cái ống này nó zoom bằng zoom cơ. Những người nào mà sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp, người ta hay quen vê nét bằng cái cơ ở đây ấy, thì nó thật tay hơn. Còn cái ống kính này nó vẫn vê nét được ở đây, zoom được ở đây, nhưng mà tuy nhiên nó là zoom điện, do vậy cái thò thụt của nó khác cái cơ chế như cái zoom cơ. Còn chất lượng hình ảnh như mình đã nói thì nó tương tự như nhau. Con 16-50 nó sẽ có lợi một chút về cái góc rộng, có nghĩa là giúp cho các bạn có thể là chụp ảnh phong cảnh tiện hơn. Còn con 18-55 thì nó nhỉnh hơn một chút về cái tele ở 55 so với 50. Cảm biến của Sony Alpha Nex 5R là 16 megapixel. Cảm biến của Sony Alpha A5000 thì nó là 20 megapixel. Hoặc nhìn về số chấm thì các bạn có thể thấy được cái con A5000 này nó nhỉnh hơn. Và cụ thể là chất lượng hình ảnh thì đối với cá nhân mình thấy là nó cũng xem nhau thôi. Gọi là 20 hay là 16 đối với cá nhân mình không có quá nhiều khác biệt cả. Trên 16 là chúng ta không cần phải so về cái số chấm nữa rồi. Nếu mà ví dụ để chọn một trong hai con này ấy, thì để cho mình chọn, mình sẽ chọn con Sony Alpha Nex 5R này hơn này. Thứ nhất là cái ngoại hình của nó này, cái bán cầm tay các bạn có thể nhìn thấy này, cái con A5000 ấy với cả con Nex 5R này, con A5000 thì nó mỏng hơn này, các bạn nhìn thấy không, bán cầm tay của nó mỏng hơn. Vì sao lại thế, các bạn để ý nhé, cái quả pin của nó là đặt ngang như thế này. Cái quả pin đặt ngang như thế này thì nó sẽ làm cho cái bán cầm tay nó mỏng hơn. Chúng ta cầm nó sẽ không được chắc như cái con Nex 5R này. Đây, bán cầm nó dọc như thế này thì cái chỗ này nó gồ lên thì chúng ta cầm nắm nó tốt hơn. Con Nex 5R, Nex 5T thì nó có những cái phím như là FN này và một cái vòng để chúng ta chỉnh khẩu ở trên này này. Con A5000 thì nó không có nhé, nó lược bỏ hết mấy cái nút này đi, nó giấu ở trong menu và nó chỉ có một cái vòng chỉnh khẩu tốc duy nhất ở trên cái phía này. Thì khi mà các bạn cầm máy thì nó sẽ là chỉnh cái chỗ ngón cái đấy. Còn cái con Nex 5R này nó vừa có cái vòng ở trên này, vừa có vòng ở dưới. Thì ví dụ như các bạn chuyển sang chế độ là chụp bằng tay chẳng hạn, thì các bạn có thể là vê cái ngón cái phía trên này là để chỉnh khẩu này, ở phía dưới là chỉnh tốc này, gạt sang cái chữ ISO này, bấm cái đây thì chúng ta xoay ở trên này là chỉnh ISO này. Con A5000 thì tất cả các thứ nó đều xoay ở cái nút này. Đấy, các bạn để ý nhé. Và cái phím FN phía trên này của con Nex 5R thì sẽ giúp cho các bạn có thể là can thiệp được vừa vào cân bằng trắng này, chọn điểm nét, rất nhiều thứ luôn ấy. Và một điểm trừ tiếp theo của con A5000 này, đó chính là cái màn hình nó không cảm ứng này, và độ phân giải của cái màn hình này cũng xấu nhé. Còn đối với Sony Alpha Nex 5R ấy, độ phân giải nó cao hơn và màn hình của nó có cảm ứng. Có một cái nữa mà các bạn cũng nên lưu ý này, cái tốc độ chụp của con Nex 5R nó lại nhỉnh hơn cái con Sony Alpha A5000 này. A5000 nó chỉ rơi tầm 5-6 kiểm một giây, còn con Nex 5R này ấy, nó rơi vào tầm khoảng 9-10 kiểm một giây. A5000 này nó ra sau con Nex 5R này, nhưng mà mình thấy là cái cải tiến của nó thì ít, mà cái độ cải lui của nó thì lại nhiều. Do vậy cái con này giá thành nó sẽ phải rẻ hơn con Nex 5R, kể cả cùng ngoại hình các bạn nhé. Cái gì cơ? Ok. Đấy, thì trong khi mình làm video này thì vợ mình đã bán được cái con Sony Alpha A5000 này rồi các bạn ạ. Chắc là cái video này mình sẽ bỏ qua không nói về cái con A5000 này nữa. Mà may quá, con này đang bị chê mà đã có người mua rồi các bạn ạ. Nói chung là cái con này thì mình đánh giá là nó rất là tốt trong cái phân khúc là tầm khoảng độ trên 4 triệu. Bây giờ phải nói luôn, trong tầm 4 triệu các bạn sẽ mua được cái gì? Căn ông của chúng ta mua được con M10. Nếu mà muốn máy nhỏ gọn thì chúng ta mua được con M10. Thì M10 mình đã có một cái video so sánh Nex 5R với Nex 5T với cái con M10 rồi. Con M10 bắt nét rất
chậm các bạn nhé. Nó bắt nét chậm hơn cả cái con Nick 5R, Nick 5T này. Mua một cái chiếc máy ảnh mà bắt nét nó chậm ấy thì các bạn sẽ không giữ được cái khoảnh khắc của nó. Và cái thứ hai là cái con M10 ấy, cái phím bấm ở phía trên cái máy này nó cũng giống như cái con A5000 này. Nó lược bỏ hết tất cả các nút đi. Chúng ta can thiệp những cái thông số kỹ thuật rất khó luôn. Sony này nó cũng rất nhiều đời. Tốc độ bắt nét nó nhỉnh hơn này, len nhất các thứ nó cũng đa dạng hơn. Canon M10 chỉ có cái lợi thế là mang mác Canon và nó sử dụng một cái ngàm để nó sử dụng được những cái ống kính hệ cũ của nó thôi. Đấy, rất là nhiều người đang hỏi những cái câu như là anh ơi, con M10 hay con Nick 5R 5T thì nên chọn con nào? Thực ra trong lòng các bạn đã chọn con M10 rồi. Mình có bây giờ mình có nói rằng là các bạn nên chọn Nick 5R, Nick 5T nhưng các bạn cũng không chọn cái con đấy. Khi nào các bạn phải mua con M10 rồi, các bạn thấy là nó hạn chế, nó bắt nét nó kém này, xong các nút các thứ này, chỉnh nó khó này, thì lúc đấy thì các bạn mới thấy được là mình nói nó đúng hay sai. Đấy, video mình so sánh 5R 5T với M10 thì mình sẽ ghi ở phía sau nhé. Fuji thì sao? Fuji thì các bạn sẽ chọn được con XA1, XA1, XA2, nó cũng rơi vào tầm ở trên dưới 4 triệu. Nhưng hai cái con này khá là khó tìm nhé. Hai con này khá là khó tìm ở trên thị trường đấy. Ngày xưa có nhưng bây giờ mình ít thấy. XA3 thì nó lại phải rơi tầm trên 5 triệu cơ. Trên 5 triệu thì nó lại chạm cùng với cả con Nick 6 rồi. XA3 ở Fujifilm thì cảm biến hơn. Nhưng mà cái tốc độ bắt nét của nó lại cũng chậm. Quay phim của nó cũng chậm nhé. Quay phim của con này là 60p nhé. Cái con XA3 quay phim cũng 60p nhưng cái tốc độ bắt nét của nó, con XA3 Fujifilm ấy, bắt nét của nó bị hun tinh. Nó có nghĩa là khi mà các bạn bắt nét vào một điểm nào đấy, nó cứ giật. Nick 5R này hoặc là những cái máy của bọn Sony ấy, nó bắt nét rất là êm, nó không bị giật khung hình. Phụ kiện của những cái chiếc máy ảnh này sẽ bao gồm là máy pin, sạc thẻ, dây đeo. Thẻ nhớ bên mình sẽ tặng cho các bạn là thẻ nhớ 32GB và bên mình sẽ bảo hành trong vòng 3 tháng. Nếu sản phẩm có lỗi về phần cứng thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Một số anh em hỏi bảo là thế liên hệ với mình bằng cách nào thì các bạn để ý nhé. Trên góc bên phía tay trái của cái video này thì mình thường ghi số điện thoại ở trên đấy. Các bạn có thể là áp cái Zalo của số điện thoại này vào để chúng ta có thể trao đổi với mình qua Zalo. Hoặc kéo xuống phía dưới phần mô tả, bên mình có fanpage cũng như là có cả số điện thoại ở phía dưới phần mô tả thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với mình thông qua số điện thoại hoặc là fanpage hoặc là Zalo, bên mình đều hỗ trợ.